Hello và thân chào mọi người. Mình tên là Dũng Mai, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Qua Mỹ một thời gian thì mình cũng làm hãng, làm nhà hàng, làm quản lý, rồi làm đầu bếp. Rồi sau đó mình làm về trong ngành nail, buôn bán đồ nail, rồi làm furniture trong ngành nail. Cơ hội mình biết đến Nu Skin là do một người bạn chia sẻ về cơ hội kinh doanh và về sản phẩm. Nhưng lúc trước thì mình chọn về sản phẩm. Bản thân mình thì mắt rất là yếu so với người bình thường. Mình đeo mắt kính khoảng 15 độ. Nhưng hiện tại qua những cái thời gian mình trải nghiệm sản phẩm và sản phẩm đã hỗ trợ giúp cho mình cái mắt được tốt hơn từ 15 độ. Bây giờ mình đeo mắt kính khoảng 9 độ. Và gần đây thì bác sĩ mình đi khám thì từ năm 2016 cho đến thời gian hiện tại, bác sĩ nói mắt mình đã đỡ hơn 5% so với hồi đó. Thì đó là một cái điều mình rất là biết ơn những cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời đã hỗ trợ cho mình như vậy. Và hiện tại mình đang kinh doanh với New Skin vì mình thấy được New Skin có những cái giá trị mà công việc kia chưa cho mình làm được điều đó. Thứ nhất là về cái bản thân mình, lúc trước thì mình hút thuốc cả ngày, một ngày có thể hút một gói, một ngày uống 4-5 chai là chuyện bình thường, uống bia cuối tuần thì 10 chai, mười mấy chai là chuyện bình thường. Nhưng qua cái cơ hội này, qua cái cách kinh doanh, qua cái môi trường này thì mình không có còn hút thuốc uống bia như vậy nữa. Và bản thân mình thấy thay đổi rất là nhiều. Mình biết để ý, biết quan tâm đến người xung quanh hơn. Đặc biệt hơn là mình có thể học hỏi và trau dồi rất là nhiều cho bản thân mình. Và được may mắn là gặp được người Việt ở khắp nơi, rất là nhiều ngành nghề khác nhau để hoàn thiện bản thân mình, và sau đó mình cùng nhau mình hoàn thiện. Đó là cái giá trị rất là phải nói là tâm đắc, và mình thấy được cái cơ hội kinh doanh New Skin đem lại cho mình. Chẳng những như vậy mà mình rất là cảm ơn ban lãnh đạo GIF đã cho mình cơ hội để phát huy những cái kỹ năng, những cái mà mình luôn luôn muốn thực hiện trong cuộc sống, nhưng mà những cái công việc khác nó chưa cho phép mình làm cái điều đó. Nhưng qua cơ hội kinh doanh, mình kiếm được tiền, mình hoàn thiện bản thân, và được cái là mình có thể rèn luyện bản thân mình trở nên một người tốt hơn, và cùng nhau mình phát triển những cái gì cho cuộc sống của mình nó có một cái chất lượng cuộc sống hơn. Rất là cảm ơn anh chị em người Việt và ban lãnh đạo GIF đã cho mình cơ hội để lên đây chia sẻ về một chút xíu về câu chuyện của mình. Xin cảm ơn.